Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách có tựa đề Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ của tác giả Adam Khu. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng Hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong cuốn sách Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ, tác giả Adam Khu sẽ tiết lộ những bí quyết đã giúp tác giả xây dựng một cơ nghiệp hàng triệu đô từ tay trắng. Điều tuyệt vời nhất là bạn không cần phải sở hữu thật nhiều tiền để đầu tư, cũng không cần có bằng cấp cao siêu hoặc nhiều năm kinh nghiệm. Bạn sẽ biết được cách suy nghĩ và hành động như một triệu phú đô la, khởi nghiệp kinh doanh với số vốn tối thiểu, hình thành lên những ý tưởng kinh doanh độc đáo và biến chúng trở thành hiện thực, xây dựng một đội ngũ nhân sự hùng mạnh, tài năng cùng với tinh thần trách nhiệm cao. Tiếp theo, mình và các bạn cùng tóm tắt, tìm hiểu và lắng nghe cuốn sách để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Bạn nuôi một khát khao cháy bỏng, muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công của chính mình. Bạn muốn tự tay tạo ra nguồn tài chính dồi dào, sự tự do và sự đảm bảo suốt đời mà doanh nghiệp của bạn mang lại. Dù bạn mới bắt đầu khởi nghiệp hay đã làm một doanh nhân, thì cuốn sách này cũng sẽ mang đến cho bạn những ý tưởng và chiến lược ưu việt nhất, mạnh mẽ nhất để nâng cao doanh thu và lợi nhuận của bạn theo cấp số nhân. Chương 1. Câu chuyện của một doanh nhân triệu phú. Bạn muốn có một công việc lý tưởng, với thu nhập cao, bạn phải có khả năng bán bản thân mình trong các cuộc phỏng vấn. Nếu muốn được thăng tiến, bạn phải biết cách bán ý tưởng và kỹ năng của mình cho sếp. Đâu phải lúc nào những người thông minh nhất và chăm chỉ nhất cũng được ngồi vào đúng vị trí. Chỉ có những người có khả năng thể hiện mình trước ông chủ của anh ta mới làm được điều đó. Lý do cản trở nhiều người, dù có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, đều không trở nên giàu có và thành đạt là bởi vì họ không biết cách bán hàng. Một sự thật bừng sáng trước mắt tôi, các chính trị gia và các giám đốc điều hành lỗi lạc nhất chính là những người bán hàng vĩ đại nhất, những người trở thành Tổng thống Mỹ hay bất kỳ nước nào khác, không phải là những con người tài giỏi nhất mà là người giỏi giang nhất trong việc bán chính họ và ý tưởng của họ cho những người xung quanh. Để trở thành một doanh nhân thành đạt, bạn phải học cách bán tầm nhìn của mình cho những người làm thuê cho bạn, bán mô hình kinh doanh của mình cho các nhà đầu tư và bán thương hiệu và sản phẩm cho khách hàng. Vậy làm thế nào để tôi có thể vượt qua cái nhọc nhằn, gian khổ trong việc bán hàng và làm thế nào để bạn cũng làm được điều tương tự? Câu trả lời chỉ có một là bạn phải thay đổi cách nhìn của mình trong việc bán hàng. Lúc đầu, tôi đã có một nhận thức sai lầm rằng khi bán một thứ gì đó, tức là tôi chiếm hữu một số tiền của khách hàng. Kiếm tiền bằng cách biến khó khăn thành cơ hội, bạn có thể xây dựng một mô hình kinh doanh mà không cần vốn ban đầu. Thật vậy, tôi chỉ trả tiền thuê nhạc cụ, thiết bị và thù lao cho đội quân bán vé. Từ số tiền bán vé, tôi cũng học được rằng cơ hội kiếm tiền từ công việc kinh doanh luôn ở xung quanh ta, luôn có cơ hội kiếm tiền hàng ngày. Việc tìm kiếm cơ hội bao gồm việc phát hiện ra một vấn đề hoặc một nhu cầu chưa được đáp ứng và đứng ra tìm cách giải quyết nó. Chương 2. Những yếu tố thành công của doanh nhân triệu phú. Các nghiên cứu cho thấy có khoảng 40% các công ty sập tiệm ngay trong năm đầu khởi nghiệp, con số này tăng lên gấp đôi là bằng 80%. Trong 5 năm đầu, trong số 20% công ty vượt qua cái ngưỡng 5 năm, lại có khoảng 80% công ty không cầm cự nổi đến năm thứ 10. Nói cách khác, chưa đến 10% công ty thành công sau 10 năm. Đã có không ít người nhìn vào những con số thống kê này mà bụng bảo dạ rằng nếu chỉ có 10% cơ hội thành công, thì hà tất mình phải thử làm gì, chi bằng cứ đi làm thuê, cho đến khi về hưu cho khỏe.
khỏi phải lo nghĩ, để rồi cũng chuốc lấy thất bại. Mà suy cho cùng, thiên hạ cũng có mấy người tin rằng mình đủ tài giỏi và bản lĩnh để nằm trong số 10% thành công đó. Nhưng tiếp tục đi làm thuê chỉ mang lại ảo tưởng về sự an toàn. Ngày nay, khi ta đi làm thuê cho ai đó, kể cả những công ty hùng mạnh nhất, cũng chỉ mang lại ảo tưởng về sự bền vững trong một thời gian ngắn mà thôi. Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của xã hội hiện đại, hiện tượng chu kỳ khủng hoảng kinh tế ngày càng ngắn lại, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ trên toàn cầu, sự sụp đổ của hàng loạt đế chế tài chính hùng mạnh đứng vững trong hơn 100 năm qua chứng minh rằng ngày nay không công ty nào dám mạnh miệng đảm bảo công ăn, việc làm và thu nhập ổn định cho bạn trong vòng 5 năm tới, chứ đừng nói tới cả đời. Nhưng có một quy luật tất yếu, kể từ lúc bạn đầu quân cho một công ty, giá trị sử dụng của bạn sẽ càng lúc càng giảm cùng với tuổi tác của bạn. Lúc bạn vượt qua tuổi tứ tuần, đây cũng là lúc khả năng bị mất việc tăng nên rõ ràng có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc thải hồi này. Chẳng hạn, khi công ty bạn cần phải giảm chi phí trong khủng hoảng hay bị sáp nhập với công ty khác, vào một ngày đẹp trời nào đó, ông chủ của bạn bỗng nhận ra họ có thể thay thế bạn bằng một người khác trẻ hơn, lãnh lương thấp hơn, sẵn sàng làm việc bất kể ngày đêm cho công ty. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn đã là một quản lý cấp cao hay là phó chủ tịch tại một công ty đa quốc gia có thu nhập cả triệu đô một năm, thì điều đó cũng không có nghĩa là bạn không sở hữu chức vụ hay mức lương đó mãi mãi. Chức vụ và lương bổng là thứ có thể tuột khỏi tay bạn bất cứ lúc nào. Nói cách khác, sự đảm bảo tài chính và tương lai của bạn nằm trong tay kẻ khác. Như vậy, việc bạn bán sức lao động cho người khác không phải là cách an toàn. Trong khi ấy, nếu đứng ra kinh doanh, bạn sẽ làm chủ vận mệnh của chính mình. Bạn có thể tự do làm những điều mình ao ước, và việc có được sự đảm bảo về vấn đề tài chính hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Riêng bản thân tôi luôn tâm niệm rằng thà tự mình lái chuyến xe cuộc đời mình còn hơn là đi phó thác cả sinh mệnh của mình cho một ai khác. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai yếu tố cơ bản dẫn đến thành công. Đó là yếu tố tư duy kinh doanh và kỹ năng kinh doanh. Yếu tố 1. Tư duy kinh doanh. Yếu tố đầu tiên để phân biệt một doanh nhân thành đạt với những người còn lại chính là tư duy hay cách suy nghĩ của họ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện một thực tế lặp đi lặp lại rằng chủ những doanh nghiệp thành công có cách nghĩ rất khác với những người còn lại. Sau đây là ba đặc điểm quan trọng nhất trong tư duy của một doanh nhân triệu phú. Tư duy số 1. Đứng ra chịu trách nhiệm và có tinh thần làm chủ. Những doanh nghiệp thành công cho rằng nếu có vấn đề nảy sinh trong công ty thì đó là vì họ làm một việc gì đó chưa đúng cách. Họ tin rằng mình là người kiểm soát 100% sự thành công và lợi nhuận của công ty. Họ biết rằng nếu có vấn đề gì đó với khách hàng thì đó là vì họ chưa biết cách quản lý và chăm sóc khách hàng. Rằng doanh thu giảm sút là do họ chưa biết tiếp thị đúng cách. Nếu có trục trặc về tiền bạc là vì họ chưa hiểu rõ về tài chính. Tương tự, nếu có vấn đề nảy sinh trong hoạt động của công ty là do họ lãnh đạo và huấn luyện đội ngũ quản lý điều hành chưa tốt. Nếu vấn đề thuộc về nhân sự thì do họ làm chưa tốt khâu tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân viên. Bằng cách tự chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc làm của mình, bạn lấy lại quyền chủ động rằng bạn chứ không phải ai khác là người tạo ra kết quả, dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều đó có nghĩa là bạn có đủ năng lực để thay đổi nó. Những người có tư duy làm chủ, có niềm tin không lay chuyển rằng để thay đổi thế giới, tôi phải thay đổi trước. Tư duy số 2. Quan niệm thất bại là mẹ thành công. Thật không may, trở ngại lớn nhất trên con đường kinh doanh của mọi người, dù là bắt đầu một công ty mới, sáng tạo một sản phẩm mới hay bước vào một thị trường mới, chính là nỗi sợ thất bại. Bên cạnh đó, tâm lý thất vọng và bất lực khi đối mặt với những sai lầm
chính là gót chân Achilles của đa số doanh nhân. Trong khi đó, những lần thất bại, những lúc thoái trào, những nỗi thất vọng lại chính là những trở ngại buộc phải trải qua trong quá trình kinh doanh và làm giàu của doanh nhân. Nó được ví như việc một con bướm để có bộ cánh rực rỡ sắc màu thì nhất định phải trải qua giai đoạn làm một con sâu xấu xí vậy. Quá trình xây dựng bất kỳ công ty thành công nào thật ra là một quá trình trải qua những thất bại, sai lầm, những lần bị từ chối phũ phàng và những thất vọng ê chề. Thử hỏi trên đời này, có mấy khi mọi việc diễn ra như mong đợi? Trên quãng đường ấy, những ai mang căn bệnh sợ hãi sẽ rơi rụng hết, chỉ còn lại những người có tinh thần lạc quan, tự tin khi đối đầu với khó khăn, thử thách. Đó là những con người mạnh mẽ nhất, những người biết biến những việc bất như ý, những khát vọng, thành bàn đạp cho sự thay đổi chiến thuật và củng cố sức mạnh của mình. Tại sao thất bại lại là mẹ thành công? Câu hỏi đặt ra là, tại sao phần lớn doanh nhân có được thành công hôm nay đều phải trải qua chuỗi ngày thất bại trước đó? Tôi tin rằng, để thành công trong kinh doanh, bạn phải trải qua những bài học và kinh nghiệm đau thương, tựa như để có được những hạt gạo trắng ngần, chúng đều phải trải qua quá trình xay xát, đầy đau đớn vậy. Trong thế giới kinh doanh, những bài học như vậy không đến từ sách vở, mà là những kỷ niệm thất bại ngoài đời. Khi thất bại trong việc gì đó, chúng ta sẽ biết được cái gì không làm được, cái gì làm được, liên tục học hỏi và rút kinh nghiệm từ những gì không hiệu quả và sẵn sàng thay đổi chiến lược. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi đến thành công. Tư duy số 3, liên tục và không ngừng sáng tạo. Bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi, tại sao có đến 80% công ty có thể tồn tại trong vòng 5 năm đầu tiên rồi lại thất bại trong vòng 5 năm kế tiếp? Lý do là vì nền kinh tế thị trường thay đổi liên tục, do đó những mặt hàng hái được ra tiền hôm nay có thể không còn mang lại lợi nhuận trong vòng 3 năm hay 5 năm tới. Nếu bạn vẫn làm việc theo cùng một cung cách và cho rằng mọi thứ vẫn theo một trật tự cũ, bạn sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Là một doanh nhân thành công có nghĩa là bạn phải sáng tạo, không ngừng sáng tạo. Bạn luôn phải tìm cách vượt qua chính mình bằng những sáng kiến cải cách trong hoạt động kinh doanh, khâu tiếp thị và xây dựng hình ảnh công ty. Trong kinh doanh, nếu dẫm chân tại chỗ có nghĩa là chết. Một doanh nghiệp cần được cải tiến liên tục để có mức độ tăng trưởng cao. Doanh nhân Bill Gates từng phát biểu rằng, chìa khóa dẫn tới thành công trong kinh doanh chính là không ngừng đổi mới và tự làm lỗi thời chính những sản phẩm cũ của mình bằng những sản phẩm tiên tiến hơn của mình. Nếu một doanh nghiệp không làm được điều đó, thì sớm muộn gì, đối thủ cũng sẽ làm. Yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công trong kinh doanh thứ hai là kỹ năng kinh doanh. Đó là điều tối quan trọng tiếp theo giúp bạn thành công trong việc xây dựng một doanh nghiệp là các kỹ năng kinh doanh. Có thể nói, sở dĩ phần lớn các chủ doanh nghiệp thất bại trên 90% là vì đa số mọi người thành lập công ty mà không hề biết phải làm những gì để xây dựng và điều hành một công ty thông suốt. Đơn giản là họ không có những kỹ năng cần thiết, chẳng có gì diễn ra trong thực tế giống với phép giả định ấy cả. Biết bao nhiêu người vì tài nấu nướng của mình mà mở nhà hàng, anh ta có thể rất giỏi chế biến thức ăn trong bếp, nhưng lại chẳng biết gì về tiếp thị, xây dựng thương hiệu, tuyển chọn quản lý và huấn luyện nhân viên. Anh ta cũng chẳng hiểu gì về cách vận hành, quản lý dòng tiền vào ra, công tác kế toán và vô vàn công tác khác nữa. Thế là tài nấu ăn không thể biến anh ta thành ông chủ một cửa hàng buôn may, bán đắt như mong muốn hay như giả định của anh ta. Tóm lại, có 6 kỹ năng trong kinh doanh quan trọng mà bạn phải phát triển bên cạnh kiến thức chuyên môn để xây dựng công ty thành công bền vững. Đó là kỹ năng 1, sáng tạo và cải tiến. Kỹ năng 2, phát triển cơ cấu tổ chức công ty. Kỹ năng 3, quản lý và phát triển nhân sự. Kỹ năng 4, bán hàng và tiếp thị. Kỹ năng 5, quản lý tiền bạc. Kỹ năng 6, phát triển hệ thống hoạt động. Chương 3,
những ý tưởng kinh doanh mang lại hàng triệu đô. Câu hỏi đầu tiên và thông thường nhất của những người mong muốn bắt đầu mở kinh doanh riêng là: tôi nên bước chân vào lĩnh vực gì? Tôi nên bắt đầu với loại hình kinh doanh nào? Ngành nào hiện nay đang hot nhất? Ngành mà tôi có cơ hội thành công cao là gì? Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về một vài quan niệm sai lầm khiến ta có thể thấy trước tương lai của nhiều công ty lọt vào danh sách 80% phá sản trong vòng 5 năm đầu tiên. Quan niệm sai lầm 1. Tìm và đón đầu xu hướng mới nhất trên thị trường. Vấn đề là ở chỗ, việc chạy theo những xu hướng mới như trà sữa trân châu, bánh ngọt, cà phê thời thượng hay spa thường là những khuynh hướng nhất thời. Khi bạn muốn nhảy vào, thì cũng có nhiều những người khác muốn nhảy theo. Hiển nhiên các công ty kinh doanh theo thời cuộc sẽ mọc lên như búp mùa xuân, làm giá bán giảm xuống và miếng bánh bị chia nhỏ cho tất cả mọi người sẽ teo lại nhanh chóng. Quan niệm sai lầm 2. Hy vọng tạo ra sản phẩm mang tính đột phá. Nhiều người nghĩ rằng cách tốt nhất để bắt đầu kinh doanh thành công là tạo ra một sản phẩm mang tính cách mạng và khai phá thị trường mới cho nó. Sự thật thì phần lớn công ty bắt đầu bằng sản phẩm mang tính đổi mới như vậy thường thất bại, nó đòi hỏi nhiều thời gian. Lý do cơ bản, việc tạo thị trường mới cho một cái gì chưa tồn tại là điều cực kỳ khó, nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và hàng núi tiền tung vào quảng cáo để thuyết phục khách hàng mua cái thứ mà họ còn chưa biết là gì và cũng không chắc mình có cần tới nó hay không. Nếu may mắn sản phẩm đó đi đến chỗ được nhiều người tiêu dùng chấp nhận thì sẽ có những đối thủ ma lanh phục sẵn ở đâu đó, rút kinh nghiệm từ những bước đi dò dẫm đầy sai lầm của bạn mà tung ra sản phẩm tốt hơn hẳn để chiếm trọn thị phần và lợi nhuận. Tạo ra một sản phẩm cách mạng hay cách mạng hóa một sản phẩm thông thường, trong thực tế, những doanh nghiệp thành công thường thuộc về những doanh nhân tham gia vào những ngành tồn tại từ lâu đời, cung cấp sản phẩm quen thuộc nhưng cần thiết, chẳng hạn như thực phẩm, bất động sản, sức khỏe, giáo dục, quần áo và giải trí. Điều cơ bản khiến cho những công ty này thành công là vì họ tạo ra được những sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn hoặc tìm được cách hay hơn để vận hành công ty so với đối thủ. Tóm lại, thay cho việc tìm kiếm và phát triển một sản phẩm mới mẻ rồi hy vọng tạo ra nhu cầu tiêu thụ cao thì sẽ đơn giản hơn nhiều và cũng dễ thắng lợi hơn nhiều. Nếu bạn khai thác những sản phẩm đã có mặt trên thị trường rồi sau đó cải tiến mẫu mã và chất lượng tốt hơn để tăng sức cạnh tranh. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thành tố giúp bạn trở thành người dẫn đầu. Thành tố 1. Đam mê. Đây là thành tố đầu tiên giúp bạn trở thành người giỏi nhất. Nếu đó không phải là điều bạn say mê đến quên ăn, quên ngủ thì không có cách gì khiến bạn tập trung toàn bộ thời gian và công sức cho nó. Cũng nhờ có niềm say mê ấy mà ranh giới giữa làm và chơi bị xóa nhòa. Điều này khá dễ hiểu. Khi bạn được làm công việc mà mình yêu thích, bạn sẽ không cảm thấy nỗi nhọc nhằn hay thời gian trôi qua dài lê thê nữa. Trong thực tế, những doanh nhân thành đạt cảm thấy công việc chính là niềm vui, nhờ thế họ mới có thể làm hết mình, không quản giờ giấc. Phải, có nhiều lúc, đặc biệt ở giai đoạn khởi đầu, bạn sẽ thấy mình làm việc hùng hục 18 giờ đến 20 giờ một ngày và làm 7 ngày một tuần mà không có thù lao, hoặc nếu có cũng không đáng kể so với công sức bạn bỏ ra, kèm theo vô số những khó khăn, thách thức, những việc nằm ngoài dự kiến xảy ra như để thử thách quyết tâm của bạn. Khi ấy chỉ có niềm đam mê cháy bỏng trong tim bạn mới giúp bạn vượt qua những thời điểm đen tối nhất để giúp bạn kiên trì và dũng cảm tiến bước. Lý do khiến nhiều người không có động cơ và động lực để thành công trong kinh doanh là vì họ nghĩ rằng chỉ cần họ đưa mình vào kỷ luật để làm việc chăm chỉ là đủ, rằng nếu làm việc cần cù, họ sẽ được đền bù công sức. Sau đó, khi kiếm đủ tiền, họ có thể rửa tay gác kiếm, làm việc mình yêu thích. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng,
Nếu bạn không làm điều mình ưa thích ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ đủ động lực và quyết tâm để làm đến cùng. Trong khi đó, những doanh nhân thành công có cách nghĩ hoàn toàn khác. Họ phải yêu thích việc mình làm, yêu thích sản phẩm hay dịch vụ đó và tràn đầy cảm hứng khi tạo ra sự khác biệt cho khách hàng. Chỉ khi đó, thành công và tiền bạc mới đến và họ sẽ nghỉ dưỡng sức sau khi đã trở nên giàu có sao. Nhưng thông thường, những doanh nhân thành đạt vẫn tiếp tục làm việc vì công việc đem đến cho họ niềm vui. Các bạn sẽ từ bỏ việc gì đó khi nó mang lại cho bạn niềm vui không? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì bạn sẽ hiểu tại sao rất nhiều người giàu đến mức không có cách nào tiêu hết tiền mà vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc cho đến lúc không làm được mới thôi. Thành tố 2. Kiến thức chuyên ngành. Thành tố thứ 2. Bên cạnh đam mê, bạn cũng cần có kiến thức chuyên ngành để có thể trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực ấy. Tôi hiểu rằng, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, để thành công, bạn cũng cần một số bí quyết kinh doanh hoặc kiến thức chuyên ngành. Chỉ những người giỏi nhất trong ngành mới nắm được những bí quyết ấy. Có hai cách để bạn có kiến thức chuyên ngành này. Cách thứ nhất, bạn hãy vào làm việc cho một trong những công ty đang dẫn đầu thị trường trong ngành đó trong vòng một vài năm. Trăm hay không bằng tay quen, khi làm việc cho công ty giỏi nhất, bạn sẽ có cơ hội cọ sát với thực tế trong ngành để học hỏi và nghiệm ra những điều mà không một người thầy nào có thể giảng giải cho bạn được. Có thể nói, có tới hơn 90% doanh nhân thành đạt cũng từng đã làm việc cho người khác trước khi bắt đầu một công ty riêng của mình, cũng như hoạt động trong lĩnh vực ấy. Cách thứ hai, đơn giản hơn nhưng vẫn giúp bạn có được kiến thức chuyên ngành. Bạn hãy thuê hoặc hợp tác với ai đó am hiểu về lĩnh vực này. Ví dụ, Patrick Sale từng không biết gì về ngành tổ chức hội thảo hay đào tạo, lúc đó anh chỉ có 2 năm kinh nghiệm làm quản trị viên tập sự ở Singapore Red Holding. Sở dĩ anh thành công trong ngành mới này là nhờ hợp tác với tôi, người có kiến thức chuyên ngành sâu sắc trong lĩnh vực này. Thành tố 3. Lợi thế cạnh tranh độc đáo và bền vững. Để trở thành người dẫn đầu trong ngành, bạn phải kinh doanh theo cách hoàn toàn khác hẳn. Sự khác biệt ở đây không chỉ là cái tên trên biển hiệu, những chiêu thức trong quảng cáo, tiếp thị, chính sách về giá hay sự thay đổi nho nhỏ trong mẫu mã. Tất cả những điểm khác biệt này chỉ là bề ngoài, không đủ độc lạ. Để tránh đối thủ bắt chước, bạn phải tạo ra cho công ty một lợi thế cạnh tranh độc nhất và bền vững. Đó là cách duy nhất để phân biệt bạn với tất cả những đối thủ còn lại. Tại sao tôi dùng tính từ độc nhất và bền vững? Nó có nghĩa là lợi thế này không dễ dàng bị đối thủ sao chép dễ dàng. Vậy, làm thế nào để tạo lợi thế cạnh tranh giúp bạn chiếm được thị phần lớn nhất và vượt lên trước đối thủ? Bí quyết chính là tìm ra vấn đề hay nhu cầu bức thiết nhất mà khách hàng đang phải đối mặt và sau đó có cách độc đáo của riêng mình để giải quyết vấn đề đó. Nói cách khác, bạn cần tìm cách thỏa mãn nhu cầu khách hàng mà các đối thủ khác không làm được và trở thành người duy nhất có khả năng giải quyết tất cả vấn đề đó. Đây chính là điều sẽ giúp bạn vượt lên trong cuộc đua. Chương 4. Xây dựng công ty hoạt động tốt mà không cần sự tham gia của bạn. Thế là bạn đã có một ý tưởng đáng giá hàng triệu đô và sẵn sàng tung vào thị trường để ý tưởng ấy đem lại cho bạn nguồn thu nhập dồi dào và ổn định. Bạn phải học cách biến nó thành mô hình kinh doanh có thể hoạt động độc lập mà không cần sự tham gia của bạn. Nếu công ty không thể tồn tại khi không có bạn, thì bạn sẽ không bao giờ có được tự do. Bạn sẽ bị khóa chặt trong cái lồng sắt do chính mình tạo ra cho tới chết. Bạn không thể bán lại công ty hay để ai khác điều hành công ty khi bạn vắng mặt, bởi vì bạn chính là linh hồn của nó. Bạn sẽ phải làm việc 7 ngày một tuần, 14 giờ đồng hồ một ngày và cứ thế cho đến cuối đời. Đây chẳng phải là bức tranh màu hồng cho những người muốn khởi nghiệp và cũng chẳng phải là điều bạn mong muốn, đúng không? Nếu công ty không thể hoạt động
mà không có bạn, nó sẽ không thể lớn mạnh. Nếu công ty không thể hoạt động mà thiếu bạn, nó sẽ giống như một đứa trẻ lớn lên đến một mức nào đó rồi dừng lại mà không trở thành người lớn được, bởi vì nó bị giới hạn trong một khuôn khổ thời gian eo hẹp, và khả năng của bạn, nó chỉ có thể phục vụ hay cung cấp dịch vụ cho một lượng khách hàng nhất định, và quy mô của nó chỉ dừng lại ở một xưởng nhỏ, một cửa hàng hay một văn phòng. Như bạn thấy đó, tỷ phú Ray Kroc, nhà sáng lập McDonald's, chưa bao giờ phải vào bếp để làm khoai tây chiên hay xay sinh tố và nhiều việc khác nữa. Họ dùng thời gian để làm chủ công ty, tức là họ đầu tư thời gian để thiết lập mô hình kinh doanh hiệu quả mà không cần họ phải trực tiếp nhúng tay vào. Một khi bộ máy đã chạy thông suốt, họ có thể thuê người phù hợp để thay thế mình điều hành công ty, giúp họ nhân rộng mô hình công ty thành hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Làm cho công ty, tức là nhúng tay vào những việc ở tầm vi mô, tức là những việc cần thiết để công ty hoạt động hàng ngày. Đó là những việc gấp rút cần làm để giữ trong công ty hoạt động thông suốt, không có ách tắc, bao gồm bán sản phẩm, làm ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ giao hàng, làm sổ sách, giấy tờ và kế toán. Ví dụ, nếu bạn mở nhà hàng, làm cho công ty bao gồm các công việc đón khách hàng ở cổng, phục vụ bàn, nấu ăn, thu tiền, làm kế toán, dọn dẹp và nhiều việc tương tự như vậy nữa. Trong khi đó, những việc này quả thật cần thiết, nhưng một ông chủ thật sự thì không nên tập trung vào những việc đó. Lý do ư? Cho dù bạn có dồn hết thời gian và năng lượng vào những việc đó, bạn cũng không thể phát triển hay tự động hóa công ty được. Làm như vậy là bạn đang chú trọng vào thu nhập ngắn hạn, và chỉ một lần, ngay lúc bạn ngừng làm việc, bạn sẽ không còn thu nhập. Khi bạn chết, công ty cũng qua đời. Ngược lại, làm chủ công ty bao gồm những công việc có tầm vĩ mô như suy nghĩ chiến lược, tạo ra mô hình kinh doanh và nhân rộng mô hình này bằng cách mở nhiều chi nhánh hoặc đại lý. Khi bạn có một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh, thì bất kỳ ai được thuê vào làm việc đều có thể tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng tương đương, cho dù thuộc bất kỳ chi nhánh nào. Việc đó sẽ giúp doanh thu và lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần. Việc tạo ra một mô hình kinh doanh và quy trình sản xuất, phục vụ sẽ giúp bạn tự động hóa và nhân rộng công ty. Lúc ấy, với tư cách làm chủ, bạn có thể rảnh tay mà vẫn hưởng lợi nhuận. Ở giai đoạn đầu, bạn nên sử dụng tối đa 60% thời gian làm cho công ty và 40% thời gian làm chủ công ty. Ngay từ đầu, bạn cần có chủ trương tìm cách giao phó dần dần những phần việc của mình cho nhân viên. Nếu bạn không rủng rỉnh tiền bạc, bạn có thể chọn giải pháp thuê người làm tự do, thực tập viên hoặc hợp tác với ai đó để cùng chia sẻ lợi nhuận. Đó cũng là cách mà tôi bắt đầu. Sau một thời gian, bạn sẽ có nguồn thu nhập ổn định, cho phép bạn thuê nhiều nhân viên hơn để có thể đẩy bớt những việc nhỏ và tập trung cho công tác hoạch định chiến lược phát triển. Mục tiêu cuối cùng của bạn là phải tập trung trên 90% thời lượng và tâm sức để làm chủ, và chỉ dành chưa đến 10% làm cho công ty mà thôi. Chính điều này đã làm cho McDonald's thực hiện bước nhảy vọt từ một nhà hàng nhỏ bé thành một đế chế hùng mạnh, với một chuỗi gồm khoảng 32.000 cửa hàng bán thức ăn, phủ sóng ở 117 quốc gia trên toàn thế giới. Phải, ngay từ bước đầu, Ray Kroc đã làm khác anh em nhà McDonald's, cha đẻ thật sự của thương hiệu này. Ray Kroc không bao giờ đứng ra phục vụ khách hàng hay trực tiếp vào làm bánh, mặc dù ông vẫn thường tự tay nhặt rác, bỏ vào thùng để làm gương cho nhân viên. Ông dùng toàn bộ thời gian của mình để dựng nên mô hình kinh doanh hoàn hảo, để bất cứ ai cũng có thể thực hiện nó một cách tốt đẹp. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về quy trình phát triển công ty. Vậy, làm thế nào để xây dựng và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh mà không cần bạn tham gia với tư cách nhân viên tận tụy? Có một quy trình chi tiết giúp bạn làm việc này.
Bước đầu tiên, phải có một tầm nhìn sáng tỏ, rõ ràng về công ty. Bạn phải có trong đầu bức tranh toàn cảnh về công ty khi nó phát triển toàn diện. Nếu không có một bức tranh rõ ràng, bạn sẽ hoang mang, không hình dung được đường đi, nước bước tiếp theo. Một khi bạn đã có bức tranh rõ nét về công ty, bạn cần thực hiện bước thứ hai trong quy trình phát triển công ty. Bước thứ hai, đó là lập ra quy trình phát triển tổ chức hay cơ cấu các bộ phận trong công ty. Bước thứ hai này sẽ giúp trả lời câu hỏi, cần phải phát triển các bộ phận trong công ty như thế nào để nó có thể đạt được mục tiêu cao nhất? Đâu là bước cần thiết nhất trong việc xây dựng một bộ máy vận hành tốt nhất? Để làm được điều đó, đầu tiên, bạn cần vẽ sơ đồ tổ chức công ty. Vậy, để có một công ty hoạt động tốt, cần có những bộ phận nào và chúng liên quan với nhau ra sao? Các công ty có thể khác nhau về loại hình và quy mô hoạt động, nhưng tự chung tất cả các công ty đều cần có 4 bộ phận chính, đó là tiếp thị, tài chính, sản xuất và nhân sự. Trong mỗi bộ phận chính này lại có một bộ phận nhỏ nhưng không thể thiếu. Và 4 bộ phận chính này phải nằm dưới sự điều hành của ban quản lý mà đại diện là giám đốc điều hành, CEO hay chủ tịch. Chương 5. Khuếch đại lợi nhuận trong kinh doanh. Công thức nhân lợi nhuận theo cấp số nhân. Câu hỏi thường gặp nhất trong ngành tư vấn của tôi là: làm thế nào để tôi kiếm được nhiều khách hàng hơn? Làm sao để đẩy doanh thu lên cao hơn? Có công thức nào mà những công ty thành công đang dùng để đạt được hàng triệu đô la doanh thu và lợi nhuận? Chúng tôi có học hỏi và áp dụng được công thức này vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào không? Thật đáng mừng. Câu trả lời là có. Đầu tiên, bạn cần biết có 5 biến số xác định lợi nhuận cho bất kỳ công ty nào, đó là: biến số 1, lượng khách hàng tiềm năng. Biến số 2, tỷ lệ mua hàng. Biến số 3, số tiền mua trung bình. Biến số 4, số lần mua lặp lại trung bình. Biến số 5, tỷ lệ lợi nhuận ròng. Nói cách khác, nếu bạn muốn tăng doanh thu của công ty, bạn phải tập trung vào việc tăng 5 biến số xác định lợi nhuận này. Biến số lợi nhuận 1, tăng lượng khách hàng tiềm năng. Việc đầu tiên mà bất kỳ công ty nào cũng phải làm nếu muốn tăng lượng doanh thu và lợi nhuận là tạo thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Càng có nhiều khách hàng tiềm năng, càng có lắm cơ hội bán hàng. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để kích yếu tố khách hàng tiềm năng lên chính là quảng cáo. Quảng cáo là đầu tư hay chi phí? Tôi tin rằng lời khuyên ngu ngốc nhất là gắn số tiền quảng cáo vào doanh thu của tháng trước hoặc năm trước là một việc làm vô lý. Bởi vì điều đó có nghĩa là nếu doanh thu giảm, bạn phải cắt bớt tiền quảng cáo. Số tiền cho quảng cáo bị giảm sẽ trực tiếp làm giảm lượng khách hàng tiềm năng, kéo theo doanh thu sụt giảm hơn nữa. Khi doanh thu xuống thấp, có nghĩa là bạn cần tăng cường sự hiện diện của công ty mình để nhiều người biết đến bạn hơn, tức là bạn phải tăng tiền cho quảng cáo. Tất nhiên, cái gì cũng có điểm dừng, sau một thời gian, mẫu quảng cáo đó sẽ mất dần tác dụng vì người ta thấy nó quá nhàm chán và lợi nhuận sẽ giảm. Vậy, chuyên gia tiếp thị sẽ làm gì? Họ sẽ liên tục thử nghiệm những mẫu quảng cáo mới và những chương trình khuyến mãi mới cho việc đầu tư vào quảng cáo luôn đạt hiệu quả cao và tích cực hơn. Sau đây là một số chiến thuật giúp bạn có thể tăng lượng khách hàng tiềm năng mà bạn phải biết và nắm rõ để giúp doanh nghiệp phát triển thành công. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng 1. Viết quảng cáo, thu hút hàng ngàn sự hưởng ứng và hàng triệu đô doanh thu mỗi năm. Bước 1. Hiểu rõ tâm lý khách hàng. Trước khi viết bất kỳ mẫu quảng cáo nào cho báo, từ rơi hay email, bạn cần nắm được tâm lý của thị trường mục tiêu mà bạn đang nhắm tới. Điều làm cho giới trẻ say mê rõ ràng rất khác so với những gì hấp dẫn các bà nội trợ. Khi bạn hiểu rõ họ nghĩ gì, bạn sẽ có thể bán cho họ theo cách họ muốn. Có hai điều mà bạn cần hiểu về tâm lý thị trường.
Mục tiêu thứ nhất, bạn cần phải hiểu vấn đề, nỗi đau, nỗi bức xúc hoặc nỗi sợ lớn nhất của khách hàng. Mục tiêu thứ hai, mong ước và mục tiêu lớn nhất của họ. Bước 2. Biết rõ lợi thế cạnh tranh, độc đáo của mình. Một khi nắm được nhu cầu tâm lý của thị trường mục tiêu, bạn cần hiểu rõ lợi thế cạnh tranh, độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình là gì. Sản phẩm của bạn sẽ có nhiều lợi ích, nhưng bạn cần tập trung, khai thác triệt để lợi ích nào. Có phải đó chính là lợi ích mà khách hàng đánh giá cao nhất? Ví dụ, lợi thế cạnh tranh độc đáo của Express là giao hàng trong vòng 24 giờ. Đó là lợi ích chính giúp họ vượt lên trên các đối thủ khác, bởi vì nó giải quyết vấn đề lớn nhất mà khách hàng gặp phải với ngành bưu chính thông thường: hàng được gửi đi trong vòng vài ngày. Và mong muốn lớn nhất của khách hàng là ai cũng muốn gói hàng của mình sẽ đến tay người nhận sớm nhất có thể, tốt nhất là giao ngay ngày hôm sau. Chiến thuật tăng lượng khách hàng, tiềm năng 2, sức mạnh của quà tặng. Quảng cáo là một trong những biện pháp hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất để tăng lượng khách hàng tiềm năng cho công ty. Một trong những bí quyết tăng sức hấp dẫn của quảng cáo và làm giảm chi phí để có được khách hàng là quà tặng cho khách miễn phí và không ràng buộc gì. Sau đây là những ví dụ về quà tặng miễn phí có thể dùng trong nhiều ngành nghề kinh doanh như: trung tâm bồi dưỡng tặng đĩa DVD giáo dục và sách, luật sư tặng 1 giờ tư vấn miễn phí, công ty tổ chức hội thảo thì sẽ tổ chức 1 buổi hội thảo miễn phí, chỗ sửa xe tặng dịch vụ rửa xe miễn phí, tiệm bánh tặng bánh miễn phí. Chiến thuật tăng lượng khách hàng, tiềm năng 3, quảng cáo truyền miệng. Điều tuyệt vời nhất của chiến thuật này là thông thường người ta tin tưởng vào sự giới thiệu của bạn bè hơn là những lời lẽ hay ho trên quảng cáo. Vì vậy, tỷ lệ thành công cao hơn, đồng thời bạn cũng có thể kiểm soát chi phí có được khách hàng bằng cách ấn định trước mức chi phí cho quà tặng. Chiến thuật tăng lượng khách hàng, tiềm năng 4, tạo mối liên kết chiến lược. Chiến thuật tăng lượng khách hàng, tiềm năng cuối cùng là hợp tác với những công ty khác có cùng thị trường mục tiêu, đó là vì những công ty này đã có sẵn một danh sách khách hàng tiềm năng cho bạn. Thay vì nhảy xuống sông và bắt từng con cá một, bạn chỉ cần đến trại nuôi cá và dùng lưới đánh cả thùng cá lên một lần. Chương 6. Làm thế nào để kiếm hàng triệu đô doanh thu và lợi nhuận? Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự. Một lần nữa, chúng ta cần ôn lại sự thật này: có sản phẩm tốt, có khách hàng tiềm năng vẫn chưa đủ, vì cả hai yếu tố đó đều chưa có gì bảo đảm là họ sẽ mua hàng của bạn. Con người nói chung thường do dự, chần chừ trước khi mua những món hàng đắt tiền hoặc những thứ có giá trị vô hình như bảo hiểm và giáo dục. Nếu muốn khách hàng mua hàng, bạn cần học những cách thức dẫn dắt họ vào tâm trạng hào hứng mua sắm và mau chóng đưa ra quyết định. Tất nhiên, có một nguyên tắc, chúng ta phải chắc chắn rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình là thứ thật sự mang lại lợi ích cho khách hàng. Sẽ là vô nghĩa nếu bạn bán tủ lạnh cho người Eskimo sống ở Bắc Cực. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đo lường tỷ lệ mua hàng. Trong số 100 khách hàng gọi điện hay đặt chân tới cửa hàng, có bao nhiêu người thật sự mua hàng? Nếu công ty của bạn vận hành theo mô hình bán hàng trực tiếp, có bao nhiêu đơn được chuyển đổi sau khi nhân viên bán hàng gặp mặt 100 khách hàng? Sau đây là một số chiến thuật sẽ giúp bạn tăng tỷ lệ mua hàng nhanh chóng. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 1. Tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Khách hàng tiềm năng thường rất e dè lúc đầu, nên trước khi thuyết phục họ lắng nghe và mua hàng của bạn, bạn phải thiết lập được mối quan hệ với họ. Thiết lập mối quan hệ là nghệ thuật khiến khách hàng cảm thấy họ có thể tin tưởng bạn. Nói cách khác là bạn cần làm cho họ nghĩ rằng bạn hiểu họ và các nhu cầu của họ. Cách tốt nhất để bắt nhịp cầu mối quan hệ là nở một nụ cười tươi chân thành và chào khách hàng một cách vui vẻ thân thiện như bạn vẫn thường làm. Khi có khách tới nhà vào dịp Tết, tự giới thiệu cả tên họ của bạn, và nếu sau đó
Khách cho bạn biết tên của họ thì hãy lặp lại tên của họ. Bất cứ lúc nào có thể, nghe một người khác gọi tên mình chính là âm thanh ngọt ngào nhất đối với mỗi người chúng ta. Tuy vậy, cách hiệu quả nhất mà bạn gây dựng sự tín nhiệm là chứng minh cho khách hàng thấy bạn hiểu rõ vấn đề hay nỗi bức xúc của họ. Bạn thấy đấy, điều quan trọng là phải thật sự hiểu được tâm lý khách hàng, điểm trúng vấn đề của họ, cũng hiệu quả như gãi đúng chỗ ngứa, họ sẽ cảm thấy như người chết vớ được cọc. Bạn có thể làm điều tương tự với tờ rơi hay thư quảng cáo của công ty. Hãy bắt đầu bằng cách để khách hàng thấy bạn hiểu rõ vấn đề và những khó khăn mà họ đang phải đối mặt như thế nào. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 2. Biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe. Đặt ra những câu hỏi đúng là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Sai lầm lớn nhất mà người bán hàng hay gặp phải là lập tức ba hoa về sản phẩm hay công ty của mình. Đây là cách nhanh nhất để đuổi khách đi. Khách hàng không cần biết sản phẩm của bạn tốt như thế nào, họ chỉ quan tâm đến vấn đề của mình và làm sao để giải quyết vấn đề đó. Khi bạn đặt câu hỏi, khách hàng sẽ hiểu rằng bạn quan tâm đến họ và sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của họ. Bạn hãy chú trọng vào những câu hỏi cho phép bạn khám phá vấn đề, nỗi bức xúc, nhu cầu cần được đáp ứng của khách hàng, mục tiêu, khát vọng và kết quả mong đợi của khách hàng. Khi biết được tình cảm hiện tại và mục tiêu của họ, bạn có thể cho họ thấy sản phẩm của mình sẽ giúp họ giải quyết vấn đề và đạt kết quả mong muốn như thế nào. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 3. Dẫn dắt khách hàng vào đúng trạng thái cảm xúc. Người bán hàng thiện nghệ là người luôn biết cách dẫn dắt khách hàng vào những cung bậc cảm xúc. Nó có tác dụng thúc đẩy họ mua hàng. Có 3 trạng thái cảm xúc tác động đến hành vi mua hàng, đó là phấn khích, ham muốn và sợ hãi. Bạn phải khiến khách hàng cảm thấy phấn khích về việc sở hữu sản phẩm đó. Họ phải hình dung và cảm nhận được tất cả những lợi ích tuyệt vời mà món hàng đó đem lại. Đồng thời, bạn phải khiến họ lo sợ. Nếu không mua hàng, thì họ sẽ không được hưởng những lợi ích đó và cũng sẽ bị vuột mất một món hời. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 4. Bán cho khách dựa vào giá trị sống của họ. Những cảm xúc thúc đẩy quyết định mua hàng của chúng ta gọi là giá trị sống. Mặc dù ai nấy mua xe đều là để hưởng thụ cảm giác thoải mái, tiện nghi, nhưng mỗi người trong chúng ta lại xếp hạng những cảm xúc hoặc giá trị sống này rất khác nhau. Ví dụ, thiên hạ đua nhau mua xe Mercedes bởi vì nó làm cho họ có cảm giác mình sang trọng. Mua bảo hiểm là vì nó đem lại cảm giác an toàn. Đồng thời con người cũng mua để tránh những cảm xúc đau đớn, khó chịu. Ví dụ, nhiều người mua bảo hiểm để tránh cảm giác bất an, không chắc chắn. Mua xe hơi để tránh nỗi khó chịu khi phải dùng các phương tiện di chuyển công cộng. Cách tốt nhất để biết giá trị sống của họ là đặt câu hỏi. Khi chọn xe hơi, điều quan trọng nhất với anh chị là gì? Tăng số tiền mua trung bình. Tại sao McDonald's S là chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, thành công nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới, trong khi bánh hamburger của họ không phải là ngon nhất? Đó là vì chiến lược tiếp thị và phân phối của họ hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Tất cả nhân viên của McDonald's đều được huấn luyện kỹ để khai thác tối đa số tiền mua trung bình của mỗi khách hàng. Bạn hãy thử vào cửa hàng McDonald's gần nhất và hỏi mua burger phô mai xem, thì bạn sẽ thấy rõ điều đó. Đầu tiên, họ sẽ ân cần hỏi bạn có muốn mua cả bữa ăn với giá $6 không. Nếu bạn đồng ý, họ sẽ hỏi tiếp bạn có muốn tăng phần ăn lớn hơn mà chỉ mất thêm 50 sen không. Khi bạn gật đầu rồi, họ sẽ ngừng lại chăng? Không đâu. Họ lại nở một nụ cười tươi và hỏi bạn có muốn ăn thêm miếng bánh với giá $1 không. Chưa hết, họ còn bán đồ chơi nữa, nên họ sẽ ngỏ ý mời bạn mua vài món đồ chơi ngộ nghĩnh, dễ thương, với giá vài đô. Thế là, bạn vào nhà hàng với ý định mua một cái bánh giá $6
Nhưng kết quả là bạn lại chi tới 10 đô, cũng có thể nhiều hơn, mà trong lòng vẫn vui vẻ. Câu chuyện vui đó cho bạn thấy, không chỉ McDonald's kiếm được nhiều tiền hơn, họ còn biết cách tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng nữa. Một cách khác để đẩy số tiền mua trung bình lên là tư vấn cho khách hàng và gợi ý cho họ những thứ cần mua. Nếu bạn muốn gây dựng một công ty thành công, bạn phải chú trọng làm sao để tạo ra giá trị lớn nhất cho khách hàng và doanh thu cao nhất cho công ty. Giữ chân khách hàng hiện hữu và lôi kéo họ quay lại. Sai lầm lớn nhất mà đa số các công ty nhỏ hay mắc phải là chỉ chú trọng vào việc thu hút khách hàng mới mà mặc nhiên cho rằng khách hàng cũ sẽ tự động quay lại. Họ không hề biết rằng số lần mua lặp lại trung bình của khách là bao nhiêu. Họ không có phương pháp nào để đảm bảo khách hàng hiện hữu sẽ quay lại mua hàng. Những công ty ăn nên làm ra không chỉ nghĩ tới doanh thu trong lần đầu tiên họ bán cho khách hàng mới, mà họ nghĩ tới những gì họ sẽ kiếm được từ khách hàng ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Vì vậy, họ có sự phân bổ hợp lý, họ luôn dành 40% nỗ lực tiếp thị để giữ chân khách hàng hiện hữu và dùng 60% còn lại để thu hút khách hàng mới. Cho dù công ty của bạn thuộc ngành kinh doanh nào thì bạn phải có cách nghĩ như vậy về khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Sau đây là 4 chiến thuật giúp tăng số lần mua lặp lại trung bình. Chiến thuật 1. Giữ liên lạc thường xuyên. Chiến thuật 2. Nhắc khách hàng mua hàng. Chiến thuật 3. Mang lại cho khách những trải nghiệm khó quên. Chiến thuật 4. Tạo ra chương trình khách hàng thân thiết. Chương 7. Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh. Điều gì làm nên một công ty vĩ đại? Câu trả lời rất đơn giản là nhờ vào những con người tuyệt vời. Một công ty chỉ thành công khi nhân viên của công ty đó là những người thành công. Một công ty đạt tầm cỡ quốc tế chỉ khi nhân viên trong công ty đó có tác phong làm việc thuộc đẳng cấp thế giới. Hãy đưa đúng người lên xe trước khi quyết định lái xe đi đâu. Một nhân viên giỏi không cần cấp trên kè kè giám sát và liên tục nhắc nhở. Bản thân họ là những cá nhân chủ động, tự giác, luôn biết cách khích lệ bản thân, luôn cố gắng thể hiện hết năng lực và mang lại những kết quả tốt nhất. Ngược lại, nếu trong công ty có những người không phù hợp, thì dù bạn có một tầm nhìn sáng suốt hay một kế hoạch vĩ đại đến đâu, bạn cũng chẳng bao giờ có thể xây dựng nên một công ty tầm cỡ. Tầm nhìn tốt mà không có những con người đủ năng lực thực hiện thì cũng giống như một phi thuyền không gian mà không có động cơ để phóng lên vũ trụ. Tiếp theo là 5 bước giúp bạn xây dựng một đội quân trong mơ, dẫn dắt công ty bạn có thể giành chiến thắng chung cuộc. Bước 1. Xác định tiêu chuẩn cần và đủ cho từng vị trí. Người phù hợp là người phải có cả tài lẫn tâm. Tất nhiên, ai cũng muốn tuyển dụng được những người đủ thông minh để suy nghĩ nhanh chóng và đưa ra những quyết định đúng đắn. Họ phải có kiến thức, năng lực cũng như các kỹ năng mà cương vị của họ đòi hỏi. Theo nghĩa ấy, người bạn muốn trao trọng trách về tiếp thị phải nhạy bén về việc thăm dò tâm lý khách hàng, biết cách phát triển những mẫu quảng cáo và chương trình khuyến mãi hiệu quả, cũng như am hiểu những phương tiện truyền thông khác nhau. Đó là những điểm đặc thù mà ta vẫn gọi là người tài. Nhưng một điều quan trọng không kém, đó là cái tâm. Người có tâm là người thật sự đam mê công việc họ làm và không đặt lợi ích cá nhân lên trang đầu. Một thầy giáo có tâm không tha thiết gì hơn là được chia sẻ kiến thức và giúp học trò của mình tiến bộ. Bước 2. Tìm kiếm và thu hút người có tài, có tâm. Để tuyển được nhân tài, bạn cần làm những việc sau đây: đăng quảng cáo tuyển dụng trên báo đài hay các trang web tuyển dụng, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần sàng lọc hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ xin việc không đáp ứng tiêu chuẩn của bạn. Thường xuyên tham dự các hoạt động và sự kiện có liên quan đến ngành nghề của bạn để mở rộng quan hệ và gặp gỡ đối thủ cạnh tranh, cho họ biết rằng bạn đang tuyển dụng nhân tài, tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu trong nước
chỉ tuyển những người tài giỏi và có đam mê nhất, thu hút nhân tài có nhiều năm kinh nghiệm ở các công ty lớn bằng chế độ đãi ngộ cổ phần hoặc chia một phần lợi tức. Bước 3. Lựa chọn và đánh giá. Bước 4. Bố trí người vào đúng vị trí. Có một thực tế, bạn có thể tuyển được người có cả tài lẫn tâm, nhưng nếu bạn bố trí họ vào một vị trí không phù hợp, thì họ sẽ không thể hiện khả năng tốt nhất của mình và mang lại giá trị cao nhất. Một huấn luyện viên giỏi luôn nắm rõ ưu điểm và khuyết điểm của từng cầu thủ để bố trí họ vào các chân tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn. Nếu một cầu thủ chạy không nhanh nhưng có tài đá và bắt bóng, anh ta sẽ là một tiền vệ tồi nhưng lại là một thủ môn giỏi. Bước 5. Giúp nhân viên phát huy hết khả năng. Bước cuối cùng là giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình bằng cách tạo ra văn hóa thành công và củng cố điều đó qua khâu đào tạo và huấn luyện nhân viên. Khi đã tuyển chọn được những người có cả tâm lẫn tài rồi, việc cần làm tiếp theo là đào tạo họ cùng cách làm việc riêng của công ty bạn, một doanh nghiệp lớn đầu tư rất nhiều thời gian để nhân viên mới thấm nhuần được văn hóa thành công của công ty. Các nhân viên này được hướng dẫn rằng họ phải tuân thủ những chuẩn mực giá trị, niềm tin, nguyên tắc nhất định để có thể thành công trong công ty. Hãy nhớ rằng, mỗi nhân viên giỏi mà bạn thuê được đều là một tài sản sinh lợi cho công ty. Nếu tuyển dụng nhân viên bán hàng với mức lương 3.000 đô la, bạn phải tính xem người đó có khả năng mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty. Nếu người đó có thể mang về 4.500 đô la lợi nhuận, điều đó có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư của bạn là 50%. Chương 8. Quản lý tốt tiền bạc. Tiền bạc chính là huyết mạch của công ty bạn. Mặc dù tất cả chúng ta nên bước vào kinh doanh với niềm khao khát làm được những việc mình yêu thích và tạo ra sự khác biệt cho những người mà chúng ta phục vụ, theo quan điểm đó thì tiền bạc vẫn là có thể bỏ qua. Đây là vấn đề mà chúng ta luôn cần phải quản lý và quan tâm thích đáng để đạt được thành công. Nhưng nếu một công ty không có tiền cũng giống như một người không có máu hoặc một chiếc xe không có xăng, nó là nguồn lực quan trọng mà một công ty cần có để phát huy hết tiềm năng. Bạn có thể có những ý tưởng độc đáo, một đội ngũ những con người tài năng, những sản phẩm tuyệt vời và một thị trường tiềm năng. Tuy vậy, nếu thiếu đi sự quản lý tài chính một cách đúng đắn, không có mục tiêu nào của bạn có thể thành hiện thực. Một trong những cơ sở giúp công ty tôi thành công trong việc đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hàng năm là vì chúng tôi theo dõi doanh thu không phải mỗi tháng, mỗi tuần, mà là mỗi giờ. Vào thời điểm hàng được bán tại quầy thu tiền, một tin nhắn sẽ được gửi tới giám đốc sản phẩm và giám đốc điều hành của tôi trong vòng một tiếng. Trong 3 tiếng sau, các con số này được nhập vào hệ thống kế toán của công ty. Giám đốc điều hành của tôi sẽ nghiên cứu các bản báo cáo, thống kê doanh thu đó của tất cả các đơn vị kinh doanh hàng tuần. Thời điểm doanh số bán hàng chưa đạt chỉ tiêu trong tuần, chúng tôi sẽ xem xét, thay đổi chiến lược và bắt tay vào làm ngay và đưa ra phương pháp cải thiện cần thiết. Chúng tôi có thể đăng nhiều quảng cáo hơn, phát triển kênh tiếp thị mới, giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt, thúc đẩy nhân viên bán hàng cố gắng hơn và làm mọi việc cần làm để tăng doanh số. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Còn rất nhiều điều thú vị được truyền tải trên sách tóm tắt. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.